vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Vậy là mùa 16 thì cũng đã trải qua được khá là thời gian rồi. Có nhiều bạn đó là bảo mình làm VM gắn gá đi, bởi vì mùa 16 thì mình chưa làm anh em ạ. Thì ok, thì để đáp ứng yêu cầu của các bạn thì mình sẽ làm mơ gắn gá nha anh em. Với mơ gắn gá thì nói chung đi mid là hiệu quả nhất. Hiện tại thì rừng tém binh đó đã... Ôi, máy anh em ạ ra rồi. Ok thì mình đổi đâu đó là với Malok. Malok thì một chất tướng rất chỉ là đa dạng, đi lên ta thân cũng được, đi SP cũng tốt. Và đi mid thì cũng rất chỉ là ok, đám sát thương thì có đám chuẩn nữa. Mình thì cũng khá là sợ Malok ấy. Giai đoạn đầu game thì nói chung SP của tém mình thì cũng check map, rảnh đó là Arum cướp bua. Thì ở trận đấu này thì tém bàn có những chất tướng cực kỳ là trâu bò, thì mình lên lối trang bị nào cho hợp lý, bảng ngọc và phù hiệu ra sáo cho hiệu quả thì mình sẽ trình bày cho anh em, cũng như là hướng dẫn cho anh em cực kỳ là cụ thể nha anh em. Bơ gắn gà thì chất tướng nói chung cũng rất chỉ là khỏe, đặc biệt thì có thể hỗ trợ đồng đội, khả năng đó là hồi phục cũng rất chỉ là cao. Thì phá này thì mình phám xong rồi thì mình một là đi gánh, nhưng mà đi gánh bây giờ thì chắc chắn đó là chưa hiệu quả, bởi vì Zuka thì cũng thua đó là Lữ Bố rồi. Lữ Bố thì đang đầy cái máu, mình đi gánh thì cũng không làm được gì. Đấy là mình sẽ đi check map nhanh nhóc. Và biết đó là rừng tém đi cắn búa đỏ thì xíu nữa Zuka sẽ cẩn thận hơn trong việc đó lên cáo. Rừng tém mình thì do đó là áp cá giai đoạn đầu game một xíu, nên là tốc độ phám thì quá là chậm anh em ạ. Hiện tại thì ná tém bàn đó là phám xong rồi nó đi gánh rồi các kiểu rồi, rừng tém binh thì vẫn chưa phám xong con búa đỏ. Nhưng không sao cả, chất tướng triều vần thì cứ cố gắng là ôm phá một xíu thôi, giai đoạn đó là về sau thì có thể đó là gánh tím được. Bên mình thì cũng sợ đó là về lết thì có đó là Elando thì cũng không phải là chất tướng về lết. Nói chung chủ yếu là giai đoạn đầu thì khá là mạnh, nói chung cũng có đó là chất tướng về lết, cũng có chất tướng mạnh đâu game, vậy là cũng ổn rồi anh em ạ. Thì pha này đối với Malok thì nói chung mình không quá đáng sợ cho lắm. Pha này sẽ lại bắt rồi là Arum nhá, rồi 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm là đủ lên bảng điểm số rồi. Bởi vì hiện tại thì nói chung Arum khá là thấp máu. Nếu mà anh em tích được 5 điểm rất độc, đối với mơ gắn gá có thể đó là sốc đám cực kỳ là tốt anh em ạ. Thì hiện tại giai đoạn đầu game thì vẫn đáng đó là hoa hoàn thôi. Tém mình thì tập trung ăn rông, pha này thì mình sẽ lại hỗ trợ tím luôn nhá. Mà Lộc thì luyện ngục quẩy, một pha luyện ngục khá là tốt. Nhưng mà rất may đó là mình ăn được rông anh em ạ. Thơm thơm, tự nhiên ăn được rông. Rồi pha này thì bắt luôn đó là xạ thủ tém địch chắc chắn thì pha này. Ôi, cho mình màng nào. Pha này thì ná tém bàn cũng khá là thấp máu nhá. Ná nó mua nhánh của anh em ạ. Pha này bắt luôn nhá, đừng có cho nó khóa anh em ạ. Nó lên level 4 rồi, nhưng mà mình sẽ không cho nó khóa. Bắt luôn. Ôi, SP đâu? Cứu mình, cứu mình. Vẫn đang còn quả cầu băng xương anh em ạ. Ôi, tôi xong rồi. SP tem mình chạy đó là trúng tương. Giả như mà không có đó là bơ tương đó thì SP đã băng qua được rồi. Pha đó SP chỉ cần lại sớm xíu và đẩy choáng nó phạt là mình vừa hồi phục máu là ổn đấy đấy. Nhưng mà khá đáng tiếc anh em ạ, thôi không sao cả. Trận này thì mình hỗ trợ khá là nhiều. 5 điểm hỗ trợ với mơ gan gà thì nói chung chắc chắn thì hỗ trợ nhiều rồi. Cứ quáng chiêu một phạt là rá, tém địch vào là cứ dính điểm. Và rất độc thôi, rất chỉ là đơn giản. Thì pha này thì mình thấy đó là đáng đuổi đó tém binh. Rừng tém binh thì lên bảng điểm số rồi nhưng không sao cả. Pha này mình sẽ trả thù nhá, trả thù này. Ok, ăn được đó là hai màng Dapper cứu khá là thơm anh em ạ. Bắt luôn, ôi ôi, thôi xong rồi. Dính ngay hồn máng tiền đến từ theo nát rồi. Pha này mình sẽ chơi theo nát nhá. Bỏ quá đó là máu lọc trước này. Chơi theo nát này, chơi theo nát, chơi theo nát, chơi theo nát. Trời trời, vẫn ăn được màng của theo nát. Nhưng mà không ăn được nhưng mà mình vẫn phải lên bảng điểm số ấy. Pha đó thì mà lọc lên ngục nhưng mà mình né ấy. Bởi vì mình mà chạy về thì chắc chắn đó là dính ngay cái lên ngục của Malok. Nên là chơi hổ báo luôn anh em ạ. Lui trở lại đó là bắn theo nát luôn. Và đầu thì gọi là bị chặn hai đầu rồi. Và mình quyết định là quay trở lại chơi xạ thủ của tên địch.
Thì nói chung phương án đó thì có vẻ là hợp lý hơn khi mà đổi màng được với xạ thủ của tém địch. Thì bây giờ anh em có thể thấy thì Du Ca và Lữ Bố thì chắc chắn đó là Du Ca không có tuổi solo Lữ Bố rồi. Pha này mình sẽ lại hỗ trợ nhá. Nấp đấy này, không để lô sai, anh em đi gánh cùng vậy, đừng có để lô sai nhá. 4 điểm 5 điểm rồi. Bắt đầu là giật độc này, lên bảng điểm số này. 5 điểm là giật độc là sốc đám luôn anh em ạ. Khi mà đối phương chưa có đó là huấn chương trói kháng phép hoặc là chưa có giáp gai á kháng phép. Thì nói chung giật độc cực kỳ là phế và cực kỳ là đả đến từ Maganga luôn, đặc biệt là những vị tướng máu giấy. Quay thôi xong rồi, tay mình lên bảng điểm số đường rồng rồi. Arum thì khá là khó chịu anh em ạ, pha này chắc có lẽ là bật cái tốc hành lên chơi luôn nhá. Ui mật trù rồi, không có điểm tựa rồi anh em ạ. Rồi bắt được một màng này, xạ thủ của tém địch lên bảng điểm số này. Hai màng này. Tiếc quá anh em ạ, một xíu xíu nữa kia làm được cái triple kill ngon này đây. Nhưng mà ăn được đó là HP của tém địch và xạ thủ của tém địch, vậy là cũng ổn rồi. Dừng tém mình thọt quá anh em ạ. Mất cây trù rồi, khá là đáng tiếc. Trận đấu này thì mình ăn cũng khá là nhiều màng nhưng mà cũng bị hạ gục khá là nhiều. Toàn là đổi màng cả anh em ạ, đổi một màng hoặc đổi hai màng, nói chung vậy là cũng lời rồi. Nhưng mà mất cây trù ơi vẫn chưa mất anh em ạ, FP tem binh hỗ trợ kịp thời rồi. Chơi luôn, chơi luôn. Ui hai Excalibur hai này, khóa mình đừng có đánh nhá, đừng đánh, đừng đánh. Ok ổn rồi anh em ạ, bắt luôn này. Trâu thì đánh lâu cũng chết này, 5 điểm rồi nhá, mình chuẩn bị đó là hồi chiêu cuối này. Nhưng mà cái trụ đương ta thân thì cũng bị Lữ Bố lấy mất rồi anh em ạ. Tại mình sẽ lấy đó là cái trụ, ôi ôi, trụ bắn mình. Thì khi mà vào tâm trụ ấy, thì nếu mà mình gây đám vào nó ấy, thì trụ sẽ bắn mình nhá. Nên là nhiều khi mà gan gà thì chắc chắn là rất chi là dễ bắn, còn chiếu phạt là dính à. Ôi Lữ Bố này thì bắt mình này, mình đang còn cái tốc hành này, này thì Lữ Bố này, này thì bắt này. Ok pha này thì bật cái tốc hành chạy thôi, một phát bắn có theo nát nữa là mình lên bảng điểm số ấy. Thì ở trận đấu này anh em có thể thấy tém địch là có 3 vị tướng hồi phục máu cực kỳ là nhiều. Đó thứ nhất đó là Arum, thứ hai đó là Lữ Bố, thứ ba đó là Ma Lốc. Nên là mình sẽ lên cho nó cái sách truy hồn đầu tiên, anh em thấy cái sách truy hồn đầu tiên. Tức là sóng đôi dài thì mình sẽ lên cho nó cái sạch truy hồn để giảm hôi máu tém địch nhá. Tiếp đến thì mình sẽ lên cho nó đó là cái trường bắn để có khả năng đó là khống chế. Và sau đó thì mình lên đó là những món đồ theo thiên hướng, đó là xuyên giáp. Bởi vì tém địch thì cực kỳ là trấu bò anh em ạ. Hiện tại thì mình quăng đó là chiếu phạt để cho con bua ra, tránh đó là mất bua nhá, tránh đó là tém địch cướp bua. Chứ Triều Vân đi rừng thì mình sẽ không ăn bua của Triều Vân nha anh em. Cho dù đó là Triều Vân vẫn đáng con đó là lên trên bảng điểm số, bởi vì Triều Vân mà không có bùa sánh thì cực kỳ là khó chơi luôn. Ôi pha này Lữ Bố, ôi ai áp cá vậy ta. Lữ Bố lên bảng điểm số, ôi Triều Vân áp cá. Ok pha này 36 kế chuôn là thường sạch thôi. Thích thì chơi luôn này, chỉ có mình Arum thì Arum khóa cũng không xì nhế nhá. Ôi Triều Vân áp cá rồi, mình mang đi theo luôn anh em ạ. Nhưng mà rất may pha giao tranh này thì pha giao tranh đó thắng lợi. Uầy thôi xong rồi, win được thì win nhanh nhanh, chứ không win được thì áp cá ra chỉ là khó chơi. Tém địch thì vừa khỏe vừa trấu nữa. Tém mình về lết thì hy vọng vào Triều Vân, bởi vì Elan đó thì giai đoạn lết game thì không phải là quá khỏe nữa, mà áp cá thì rất chỉ là mệt đấy. Nhưng mà bây giờ thì vẫn chưa win được anh em ạ, bởi vì hiện tại thì Triều Vân áp cá nên nó cứ lao vào á. Thứ hai đó là thế lính thì cũng không quá là ủng hộ nữa khi mà tém địch ra và dẹp hết lính rồi. Thì bây giờ sẽ lui về nhá. Bây giờ không mang đi theo thì cũng dở, mà mang đi theo thì cũng dở anh em ạ. Mà chắc có lẽ là mình sẽ mang đi theo, bởi vì thường khi áp cái thì lại phát là nó bộ chiêu cuối luôn, thì cũng được anh em ạ. Dù sao thì chống chiêu cho mình xả đám cũng được.
Thì bây giờ chắc chắn là mình sẽ không nhường bùa này nha anh em. Gặp bùa là mình sẽ án đấy. Ok, bây giờ có món đồ xuyên giáp đó là cái trường hồn mang rồi. Thì mình sẽ lên cho nó một món đồ đánh theo, đó là phân trăm máu, cũng như là có một lớp giáp nhỏ, đó là cái mặt nạ nha anh em. Khá khó rồi anh em ạ, gặp AFK là khá khó chơi ấy. Lử bố này thích solo luôn này. Solo không được thì mình chạy nhá, nhưng mà lử bố chạy mất rồi. Thực tế thì tuy là mình có giảm hơi máu, nhưng mà để solo với được lử bố thì cũng khá là khó ấy. Bởi vì chất tướng lử bố thì vừa khỏe vừa trấu, nó có kháng phép nữa rồi, nên là mình cũng khá là khó ấy. Cắn nha, trận này nghe cắn nha. Thì hiện tại thì có một pha giao tranh anh em ạ. Thì pha này thì mình phám sóng đầy đâm lính này lên cáo thì sẽ lại hỗ trợ nhá. Ôi lử bố chạy kia, lử bố chạy kia. Lử bố thấy hai người nhưng mà xin chia buồn với bạn, đó là Triều Văn Áp Cá nhá. Ok, pha này thì mình sẽ đó là lùi lại đường này nhá. Hiện tại thì tém mình xạ thủ lên bảng điểm số rồi. Zuka thì rất chi là thấp máu. Rồi rồi, cho Triều vẫn chịu đám đi. Đấy, nó cứ bộ chiêu cuối phạt chịu đám. Ôi sao nó lại chạy về ta. Rồi pha này rất độc ăn được. Đó là xà thủ tém địch rồi này, bắt luôn này. Tâm mấy con trâu bò này thì mình chơi được. Có lên bảng điểm số này. Khóa sóng rồi thì làm gì, khóa sóng rồi thì chắc chắn là không thể chạy về được này. Đặt chiêu một kẹp góc đường về phạt này, lên bảng điểm số này. Cái triple cứu dành cho mình này. Rất may anh em ạ, trận đấu này có thế hỗ trợ cực kỳ lớp tốt luôn ấy. Mịt hay. Đúng rồi, phải gọi là quả hay chứ. Ok, pha này sẽ đẩy đó là lấy hai đường lịch siêu cấp nha anh em. Do đồng đội áp cá nên là mình có thua trận này, thua thì cũng không bất sao anh em ạ. Yến chí trận này đánh thoải mái, thua cũng không bất sao. Nên là trong trường hợp gặp ở đông đội AFK, anh em cứ đánh hết mình nhá. Cho dù anh em có thua thì cũng không bất sao đâu. Uầy, thôi xong rồi, pha đỏ rất độc thì nó chạy mà mất dẹp rồi anh em ạ. Cắn nha, trận này cắn nha. Uầy, thôi xong rồi, xà thủ tém mình mà lên bảng điểm số thì pha này mệt đấy. Chắc có lẽ là sẽ lấy cây trù này nha anh em. Với lượng đám của Zuka bây giờ thì cực kỳ là tốt, nên là lấy trù nhánh rồi anh em ạ. Nhưng mà lấy xong cái trù này thì chắc chắn sẽ phải lui về rồi, bởi vì tém binh đó là mất xà thủ rồi nha anh em. Rồi xong rồi, ông Triều vẫn ông tự mình một mình lao lên rồi. Zuka tại mình thì đang tích cực đẩy lính đẩy lẹ. Uầy uầy, lử bố làm gì đấy? Ảo tưởng sức mạnh à? Truyền thuyết này. Ok, pha này sẽ lại cứu Zuka nhá. Bắt luôn, đó là cái tốc hành này. Bắt luôn. Uầy uầy. Thôi, xong, đừng khóa nhá. Ok, pha này mình không bị khóa rồi. Pha này thì mình sẽ quay trở lại xả đám này. Zuka đâu rồi? Xong rồi, pha đỏ mình nghĩ là đang có Zuka, ai dè là Zuka chạy ra mịt mất rồi anh em ạ. À. Bị mang chấm dứt rồi. Về bảng ngọc dành cho mơ gắn gà thì mình khuyến khích anh em lên như 6, ngọc đỏ thì anh em lên cho mình. Đó là cống phép và xuyên giáp phép nhé. Ngọc tím thì 5 viên tốc đánh tốc chạy và 5 viên. Đó là cống phép và hụt máu phép. Còn ngọc xanh đó là tốc đánh và xuyên giáp phép. Mơ gắn gà thì rất cần đó là tốc đánh để có thể tích điểm đổi tài. Khi mà anh em tích được 5 điểm thì rất độc báo phê luôn. Còn về trang bị thì mình cũng đã phân tích rồi. Phù hiệu thì mình sẽ lấy sử dụng phù hiệu thánh thuần nhé. Morgana thì anh em có thể sử dụng thánh thuần, hoặc đó là chuyển sinh, nhưng mà thánh thuần thì có vẻ là hợp lý hơn.